có xe tay ga của Suzuki dáng ngang ngửa Honda Vision, không cần bằng lái vẫn chạy vô tư. Với ưu điểm là sự tiện dụng, mẫu xe tay ga của Suzuki có dáng ngang ngửa Honda Vision rất phù hợp với đối tượng khách hàng là các bà nội trợ. Dòng xe tay ga nhỏ gọn Suzuki Less Basket có dáng ngang ngửa Honda Vision với thiết kế đặc biệt được hãng xe của Nhật Bản bán ra tại thị trường quê nhà, hướng tới đối tượng khách hàng là các bà nội trợ cần một chiếc xe để đi mua sắm hàng ngày. Điểm đặc biệt của Suzuki Less Basket là được nhà sản xuất tích hợp sẵn giỏ chứa đồ có tải trọng 5kg. Chiếc giỏ này rất phù hợp với các bà nội trợ chứa thịt, cá và rau củ khi đi chợ mua sắm nhờ thiết kế thông thoáng, dễ vệ sinh và tích hợp sẵn nắp đóng cuộn vô cùng thuận tiện. Không chỉ có giỏ xe lớn, Suzuki Less Basket còn được nhà sản xuất bố trí nhiều chỗ để đồ khác bao gồm cốp chứa đồ rộng rãi dưới yên xe có thể để vừa mũ bảo hiểm phu phây, móc treo đồ và hốc chứa đồ đầu xe, kèm theo giá để chở đồ tiện lợi ở phía đuôi xe. Suzuki Less Basket không chỉ có thiết kế tiện dụng mà còn là một mẫu xe tay ga khá linh hoạt, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày tại các đô thị đông đúc. Một xe tay ga của Suzuki có chiều dài 1660mm, rộng 615mm, cao 985mm với chiều cao yên ở mức 695mm và chỉ nặng 76kg. Kích thước của mẫu xe này thậm chí còn nhỏ hơn cả Honda Vision và phù hợp với thể trạng của nhiều người dùng. Suzuki Less Basket dùng vành đúc kết hợp với lốp trước và sau có cùng kích thước 80-90-35 zun. Suzuki Less Basket được hãng xe Nhật Bản trang bị động cơ dung tích 49 phân khối, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí. Động cơ tạo ra công suất tối đa 3,6 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 3,4 Nm tại 7.000 vòng trên phút. So với Honda Vision thì động cơ của Suzuki Less Basket có sức mạnh nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày tại các thành phố đông đúc. Không những vậy, người dùng có thể điều khiển xe mà không cần bằng lái A1. Động cơ dung tích nhỏ cũng có ưu điểm khác là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu thụ chỉ 66 km trên lít xăng. Tại thị trường Nhật Bản, Suzuki Less Basket được bán với giá 191.400 yên, tương đương khoảng 32,1 triệu đồng tiền Việt. Mức giá này cũng ngang ngửa với Honda Vision, mẫu xe rất ăn khách tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã đón xem.